Ngũ sắc hoa lan xin chào cả nhà. Hôm nay em có cái cây Volcano chick. Cây này là cái dạng cây đài mà nó về rất là lâu rồi. Hiện tại nó vẫn có cái cây này luôn nha. Cây mới về đây cũng có nữa. Nhưng mà em đang lên là lên cây cây đài xưa. Cây đài xưa thì em thấy cái khuôn hoa nó đẹp và cái đốm đốm ở trên cái cánh hoa nó sẽ đẹp hơn là cái cây thời nay. Và cái thời nay hình như nó cũng không có rẻ đâu. Chậu hay thân như vậy nha cả nhà, 390 đã bao gồm phí ship. 390 đã bao gồm phí ship cho chậu hai thân. Mà cái loại này thì nó dễ hoa lắm. Dễ hoa mà cái cần hoa của nó rất là nhiều bông trên một cái cần hoa. Màu sắc thì rực rỡ. Nó rất là dễ hoa. Cây này thực sự là em cũng rất thích luôn á. Hiện tại thì cái vườn em thì cũng chỉ còn có mấy chậu không mấy chậu đâu. Chắc 2-3 chậu có thể bán được thôi. Còn nhiều là em bán hết trơn rồi. Cây này cây xưa nha, không phải cây mới đâu. Cho nên khi anh chị mua là anh chị có thể là ngay cơ bản thân em còn bị kiểu mà nhìn mặt khoa em còn bị nhầm mà. Ý là mua những cái giống á mà mình thích đó, kiểu mình thích cái mặt hoa này nhưng mà lại mình mua lại cái loại mặt hoa khác kiểu vậy. Cho nên cây này em nói là cái cây xưa, cây đời đầu. Anh chị nhìn á là sẽ biết được mặt hoa khi mà so sánh sẽ biết được nó là đời đầu hay là xưa, thời nay, nay hay là xưa nha. Tại vì có những cái đốm ở trên cái cánh hoa mà nhìn làm biết liền. Thời nay thì bản thân em không thích, bản thân em không thích cái đốm ở trên cái cây này. Chậu này là 390 đã bao gồm phí ship nha. Cây này thì đã bán rẻ rồi. Không biết là anh chị có biết thuật ngữ rễ ấm chậu là gì không ta? Ấm chậu. Kiểu bữa em có thấy bạn kia bạn bán ở trên mạng á, bạn ghi là rễ ấm chậu. Mà ấm chậu, mà em nghĩ ấm chậu thì rễ nó phải giống như là bắn tua tủa ở phía dưới rồi, kiểu là nó chưa bám chắc thôi, nhưng mà bắn tua tủa ở phía dưới rồi đúng không? Em cũng chưa có, em nói em lên mạng em tìm lại cái thuật ngữ đó mà tự nhiên cái giờ em quên, giờ em nhớ thì lại em chưa có tìm thông tin, cho nên em cũng chưa có kết quả để nói với anh chị. Đúng nhảm thiệt nha. Rồi tiếp theo qua cái cây khác, cây này là cây thành phát. Cây này á, thật sự á, em mua á, là rất là nhiều cây nha. Cây này là cây sổ hàng Việt Nam của người Việt Nam lai tạo đó. Nó là cặp lai của cái cây Jiminy Cricket lai với Interosa. Hai cái cây này là cây Mỹ hết. Mà hai cây này cũng là thuộc dạng là gọi là cây quốc dân của dòng Ras. Jiminy cây xưa thì nó rất là thơm. Thật sự lúc mà trước đây em trồng cây Jiminy lúc đó hồi cách đây bao nhiêu ta, chắc cũng tầm 10 năm á hả? Cũng tầm 10 năm thì nó có rất là có giá, kiểu là cái hoa nó cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm luôn. Em có một cái chậu bằng gỗ á, xong rồi em trồng nó, trời ơi nó lên nó chỉ cần 3 bông thôi mà ra cái khu vườn á. Nó đã bay mùi thơm, nó cái mùi thơm nó rất là đã nha, nó không phải cái hương thơm của những cái cây mà cây giả hạt đâu, dĩ nhiên giả hạt đây mở qua nha. Cây hương thơm này là của Ras thì cái mùi nó khác, và cái độ cái ta gọi là nồng độ hả ta? Kiểu rồi cái nó sẽ nó nghĩa là không nồng nặc giống như mùi giả hạt, nhưng mà cái mùi thơm nó rất là dễ chịu, kiểu nó rất là thư thái và dễ chịu lắm luôn á. Thì cái mẹ nó là cây Jiminy đó cộng với cây Interosa kìa. Nói chung là hai cây này đều là rất là khỏe. Đều rất là khỏe. Nhưng mà không phải cái cây nào em mua nó cũng đẹp. Kiểu là mua cái này là mua cây giống á cả nha. Mua cây giống từ cái mấy cái cây con á, xong rồi trồng lên nó nở hoa, dĩ nhiên là nó sẽ không giống mặt hoa, nó không có giống cây nào hết trơn á. Nhưng mà trong tất cả 100 cây á, em lựa lại được có hai ba chậu có thể bán ra thị trường, là còn như em quỷ giống luôn, tại vì cái khuôn hoa nó rất là xấu luôn.
Và đây nè, đây là có một khuôn hoa đẹp nha. Khuôn hoa nó đẹp. Ok, chơi rất ok. Cái hoa nó màu xanh. Cái hoa có nghĩa là nó có cái like trắng trắng xanh á, kiểu trắng xanh á. Hoa nó rất là đẹp. Thơm nữa. Nhưng mà mình vẫn thích cái cây gốc Jimini hơn nha. Dẫu như hình đang nụ nè. Nụ to, nụ nhỏ. Giá 120 ngàn đã bao gồm phí ship cho cái chậu này nha. 120 ngàn đã bao gồm phí ship cho cái chậu thành phát. Nó được đăng ký nha. Khi mà like tại Aura cái cây này thì nó được đăng ký là thành phát. Cái người mà like tạo người ta đăng ký. Mua hàng sổ về đó, sổ 100 cây được như 5 cây không ta? Được mấy cây thôi. 120 ngàn đã bao gồm phí ship nha. Tiếp theo là một cái cây. Cái cây này nó có cái hoa rất cái hoa nó nhỏ nha. Size nhỏ nhưng nó là cực kỳ dễ thương. Em gọi nó, thật ra em cũng không biết tên, em gọi nó là nhỏ ơi. Cây này rất là đẹp luôn. Cây này cái hoa nó hoa chùm. Kiểu hoa chùm á. Mà thật ra là cây này rất là ít người có nha. Rất ít người có. Anh chị nào mà thích dòng mà dòng mini mà hoa chùm, dòng grass mà mini hoa chùm á, chơi cây này bao đẹp, dễ thương lắm. Cái mặt hoa nó rất là dễ thương luôn. Cây này mà anh chị nào mà thích kiểu mà ghép lũ á, trồng những cái cây mà hoa mà nó nhỏ nhỏ mini đẹp lắm. Cây này đang nụ nè, đang đi hai hướng. Chậu này zin hết nha. Giá 200 ngàn đã bao gồm phí ship cho cái chậu nhỏ ơi này. Cây này tên là nhỏ ơi. Em gọi nó là nhỏ ơi tại vì cái mặt hoa của nó rất giống như là nhỏ ơi vậy đó. Đó. Kiểu vậy. Em rất thích cái cây này. Nhưng mà nó cây này nó đã lên như gì rồi á, thì nó sẽ cho hoa hoài, kiểu á, mình trồng á, là nó cây nó lực thì nó sẽ cho hoa. Mà nó đã cho hoa được rồi á là nó sẽ cho hoa hoài. Em sẽ để cái tay vô để cho anh chị thấy được cái sai cây ha. Đây. Nó hơn gan tay của em. Em thùng bằng than. Tiếp theo là một cái chậu hết da delight. Cây này là cái cây rất là xưa rồi, hết da delight. Cây này ấy, thì em đang bị để lẫn lộn giữa cây xưa và cây nay, cho nên á em không dám ba báo là cái cây này là cái cây giống xưa nha. Em đã để bị lẫn lộn rồi cho nên không có dám báo. Hiện tại cái chậu này á nó đang có nụ nè anh chị, mà cái giá thể nó hơi bị xấu á. Rồi em chia sẻ với lại cả nhà, giá là 150 ngàn đã bao gồm phí ship cho cái chậu hát gia delight này nha. Hát gia delight này thì cái khuôn hoa nó cực kỳ đẹp luôn á, đẹp lắm. Nhưng mà hiện tại tại vì cây này mà nếu mà cây xưa là giá nó cao lắm á cả nhà. Nhưng mà cây này em không có phân biệt được cái cây nó là xưa hay là nay, cho nên thôi mình bán kiểu 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 này luôn. Nhưng mà cái giá thể thì anh chị và anh chị sang chậu đi. Chứ em này là em không thích cái kiểu này. Nhìn nó rất là ngứa mắt luôn. Đó, nhìn. Đó, em quay cho anh chị coi. Nhìn rất là ngứa mắt. Anh chị nào thích chơi hoa, mua cái cây này về chơi 150 ngàn đó, bao gồm phí ship cho cái chậu hát gia đình la này nha. Tiếp theo là một cây khả như. Cây này là một cái cây Mỹ được cái anh Hải ảnh đấu giá trên eBay. Anh đấu giá xong mà về nở hoa anh lại đăng ký với cái tên là Khả Như Princess là cái tên gái của ảnh. Cái chậu như hình rẻ thì nó mới đi tới đây thôi.
Chậu như hình nó đang nụ nhưng mà cây này nở là chắc chưa chuẩn đâu. Chậu này cây khỏe nha, nhưng mà cái thân cuối thì nó đã có một nhát cắt rồi. Thân cuối nó đã có nhát cắt rồi. Chậu này em chia sẻ giống cho cả nhà chơi là 170.000, đã bao gồm phí ship cho cái chậu, cái cây Princess, Khả Như Princess 170. Cây này nó cái hoa nó rất là dễ thương. Cây này hoa rất là dễ thương nha. Khả Như Princess có nụ nhưng mà người nghĩ là nụ nó không đạt đâu. Em thuần thang. Cái loại này là cái kiểu mà cái măng nó ra nó hay bị giấu ở trong cái thân mẹ, kiểu kangaroo á. Kangaroo kiểu vậy. Hay giấu ở trong thân mẹ. Giá 200 ngàn, giá 170 đã bao gồm phí ship cho cái chậu Khả Như Princess này nè. Rễ nó đã đi, rễ nó cũng đã bám vào giá thẻ rồi đó. Mình nhìn nó trong thấy Khả Như Princess, cây Mỹ được đấu giá trên eBay và được đăng ký với cái tên là Khả Như Princess. Tiếp theo là một cái cây mà thật sự là em cũng không biết nó là cái cây gì, chỉ biết nó có cái máu của mica thôi, mica, nhưng mà cái loại này nó thơm nha, nhưng mà cái màu sắc của nó ý là mica lai với một cái loại gì đó nhưng mà em lại không có biết tên. Bữa hình như là cũng có thấy là ai đăng tên mà giờ em quên rồi. Em quên cái cây đó rồi, nhưng mà nó thơm nha, cây này nó thơm, cây này rất đáng chơi luôn á cả nhà. Cái mặt hoa nó dễ thương lắm luôn á. Chậu này để coi. Như zin hết. Cây này thì 200 ngàn đã bao gồm phí ship nha. Chậu không hoa, đã bám rễ. Cây này đẹp lắm cả nhà. Hoa chùm mà nó rất là đẹp. Nhưng mà muốn trồng hoa chắc phải cái thân nó phải cao tới cỡ đây nè cả nhà ơi, tầm gan rưỡi á thì nó mới có hoa. Cái này là em chia sẻ giống á, 200 ngàn. Cái này rất là ít người có, cũng có người có nhưng mà rất ít, rất không đại trà, lâu rồi, về lâu rồi, không phải hàng mới, hàng tách chiết á. Cái này hàng hàng kiểu mà cây xưa đời đầu á, mà em lại không nhớ tên, không biết như thế nào. Cái này thì mica, em ghi là mica lai nha. Mica Lai giá là 200 ngàn đã bao gồm phí ship, một cây rất đáng sưu tầm, đẹp, bao đẹp luôn. Cây này á, nở ra cực kỳ thích nha, đẹp lắm. Tiếp theo là một cái cây Ras, cây này là cây sổ của Copper Wind. Lai với Yuenang Star. Yuenang Star. Là hai cây nó lai với nhau. Nhưng mà cái cây này á, nó sổ ra cái mặt ngoài kiểu gì em rất thích nha. Có nhiều người đã thích cái lưỡi, đó là cái lưỡi nó thẳng, nhưng mà em thì ngược lại, em lại thấy thích những cái cây mà nó có cái lưỡi mà nó nhúng 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 nhúng, nhúng như thế này nha. Nhưng mà đặc biệt cái cây này nó thơm, nó thơm. Bây giờ để em ngửi lại coi. Ồ thơm nha, cây này thơm, rất là dễ thương, ở ngoài dễ thương hơn. Cái bông này là nó nở được mấy ngày sau đó rồi cái bông này nó mới nở nè. Mà cái dạng này cái thân lá nó cực kỳ to khỏe, cực kỳ to khỏe luôn, dày lắm. Cái này nó ngộ cái là dày, rất là dày luôn. Nhưng mà hiện tại thì cái hai cái thân này nè nó đang hoa, nhưng mà cái chậu nó chưa có bám dạng, nó chưa bám kỹ. Em sẽ để cái chậu mà em bán ở phía dưới nha. Em chỉ đăng mặt hoa thôi, quay mặt hoa cho cả nhà xem thôi. Còn cái chậu mà em bán này, cái chậu không hoa, tại vì em không muốn là cái chậu này về rồi nó lại bị gì nữa, mất công lắm. Cây mà nó chưa có bám rễ, kiểu rễ nó chưa có đi được tốt mà em bán về mất công rồi. Anh chị ra nó không ra rễ nữa, nó lại phiền nữa. Em sẽ để cái chậu mà em bán ở phía dưới.
Dạ, cái chậu đó thật sự cái cây này là cái cây sổ. Em mua rất nhiều nha. Cái dạng này cũng mua rất là nhiều, nó nở. Cái cặp lai này là cái kiểu mà nó nở rất là nhiều mặt hoa. Thỉnh nó cũng có nhiều mặt hoa đẹp lắm. Nhưng mà cái cây mà nó để mà đẹp mà nó thơm như vậy á thì không có nha. Cây mà đẹp mà thơm như vậy thì không có. Thật sự là không có. Ít thơm lắm, cái loại này nó cái giống này nó không có thơm. Tại vì ba mẹ của nó không thơm nên nó cũng không thơm, nhưng mà cái cây này nó lại thơm. À, em bán cái chậu như hình đó là 400 ở phía dưới á, 400 ngàn đã bao gồm phí ship nha, 400 ngàn đã bao gồm phí ship cho cái chậu này. Tiếp theo là một cây, cây này là cây cơm mít bay. Cơm mít bay á thì thật sự nó có rất là nhiều nhiều dòng, nhiều nhiều cái chữ cơm mít bay, nhưng mà nó có nhiều nhiều mặt hoa cơ nha. Cơm mít bay này á, là em gọi nó là cơm mít bay nam tính. Cái nhìn cái mặt của nó là nó rất là nam tính, nó không có vẻ nữ tính, nhìn là thấy nó nam tính liền à. Mà cái thân mà đẹp như vậy á cũng rất là ít có nha. Chậu như hình. Ê, nó thơm, cái hoa nó to, hoa chùm, hoa to và nó thơm đó nha, kỳ bền, bền lắm. Cây này thì nó bền lắm, nhưng mà phải trồng cây lực thì nó mới cho hoa chùm nha, còn không lực thì nó không có cho hoa chùm đâu, nó chỉ cho một hai bông thôi. À, cái chậu như hình nè em chia sẻ nha cả nhà, 350 đã bao gồm phí ship cho cái chậu ba thân một măng này nha, ba thân một măng là 350 đã bao gồm phí ship cho cái chậu cơm mít bay nam tính này nha. Thật sự là nhìn cái mặt ngoài của nó là mình đã toát lên cái vẻ nam tính rồi, nó không có nữ tính, không có chút gì gọi là nữ tính cả. Nhưng mà cái mặt hoa này là cái mặt hoa mà dễ phân biệt nhất trong cái dòng cơm mít bay, nó với lại cái cây cơm mít bay blue lip á, nó dễ phân biệt nhất. Còn mấy cơm mít bay kia thì nó giống giống, người nào mà thật sự biết á thì mới biết được nó là cái búp bay nào. Nó có nhiều dòng cơm mít bay lắm, bay bay ba lưỡi nữa. Ba lưỡi thì chắc em cũng có, hiện tại cũng có cây ba lưỡi nè, cây ba lưỡi cơm mít bay. Nhưng mà để coi, bây giờ bữa em thấy em chỉ chia em chỉ chia để coi, để coi, để coi. À, để vài bữa nữa đi. Rồi tiếp theo là một cái cây Jiminy Cricket. Cây này là cây xưa nha, cây này cây 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 giống như là cây mẹ. Tất cả các cặp lai mà có mẹ là Jiminy đều lấy cái cây này lai hết nha. Kiểu đó là cây Mỹ á, cây Mỹ mà có cái hương hoa nó rất là đã, cho nên là người ta lúc nào cũng sử dụng cái cây Jiminy làm cây mẹ. Rất là nhiều cặp lai sử dụng cái cây này, rất là nhiều cặp lai, và có những cái mặt hoa rất là nổi tiếng từ cái cây này nha, tại vì nó hoa nó thơm khỏe. Cây này nó khỏe lắm, cây này là một cây Mỹ. Hồi xưa là cái cây này nó cũng có giá, là vì cái đời đầu á cây do giá lắm á. Hiện tại em chia sẻ cái cây này không hoa nha, cây thuần thang không hoa, rễ đã bám. Đi 1 2 3 hướng. Chậu như hình em chia sẻ với giá là 120 ngàn đã bao gồm phí ship cho cái chậu Jiminy cây xưa, cây đời đầu á. Cây xưa á là cây Mỹ xưa chứ không phải là cây đời đầu đâu, tại vì nó chỉ có một giống là cây Jiminy Cricket, cây Mỹ xưa thôi. Có những anh chị mà mới chơi về cái dòng Brass, dòng Brass sẽ không phân biệt được giữa cây Jiminy và cây Thành Phát. Cây Thành Phát là cây của cặp lai Jiminy Cricket và Interdosa, do người Việt Nam lai tạo và đăng ký tên, lấy tên là Thành Phát. Có nghĩa là nó na ná nhau, nhìn nó sẽ không phân biệt được. Tại vì có những lúc em post cái cây có tên là Jiminy Cricket thì mấy bạn cũng có vô comment, nó này không phải là Jiminy, tên là Thành Phát chứ, em đang là Thành Phát, thì có nhiều bạn nhảy vô và comment nó không phải là Thành Phát mà nó là Jiminy Cricket đó.
Bạn có nhiều mình chơi mới chơi thì mình sẽ không phân biệt được đâu. Tại em chỉ phân biệt được khoảng 80 đến 90% về cái mặt Hoa Thành Phát và Jiminy Cricket. Nhưng biết tại sao không cả nhà? Tại vì đôi lúc cái cây nó lật cây không lật á, nhìn nó cái hoa nó khác nữa. Đâm ra là mình chưa phân biệt được. Chỉ phân biệt được 80 đến 90% là Jiminy hay là Thành Phát thôi. Chậu như hình như này em chia sẻ là 120 ngàn đã bao gồm phí ship. Tiếp theo là một cái cây First Joy. Cây này là cái cây xưa, xưa lắm luôn, nhưng mà được cái là cái màu của nó cực kỳ nét nha, màu tím trắng cực kỳ nét và nó có hương hoa thơm cực kỳ đã. Cây này rất ít người có, kiểu là hồi xưa thì cũng có nhiều người có đó, nhưng mà hiện tại là rất ít người có, cho nên nó cây này nó hiện tại nó rất là được giá. Nhiều người rất đi săn lùng nó, tại vì nó có cái mặt hoa nó cực kỳ đẹp nha, ở ngoài nó đẹp lắm mà chụp hình nó cũng đẹp nữa. Cây First Joy như hình em chia sẻ với giá là 450 đã bao gồm phí ship cho cái chậu 3 thân nha, thân thang. Thân thang nhưng mà rễ thì nó chưa có bám chắc lắm. Chậu 3 thân giá 450 cho cây First Joy. Cho cây First Joy này nha cả nhà ơi. Cây này anh chị nào mà xưa xưa là nên sưu tầm cái cây này, thích cái kiểu mà cổ cổ nên sưu tầm cái cây này. Cây này nó đẹp mà nó có cái vẻ đẹp đó, rất là em là người theo cái kiểu mà kiểu sao ta? Em thích có sự khác biệt các cây. Em thích có sự khác biệt. Chứ đừng có na ná nhau là em không có thích. Nhưng cái cây này nhìn vô anh chị sẽ biết được là nó là First Joy. Nó rất là rõ ràng. Nhìn cái mặt hoa và khuôn hoa là rất là rõ ràng. Em chỉ sưu tầm được mấy loại thôi, kiểu mà nó lạ lạ chơi cho vui á, lạ lạ đặc biệt, kiểu mà nó khác khác biệt á, thì em mới sưu tầm. Em để cái tay của em vô để cho cả nhà thấy cái size cây nha. À, tiếp theo là một cái cây, cây này là cây cặp lai của cây Yutong Star. Rồi cái cây này em cũng biết tại sao mà nó nhảy cao lớn dễ sợ luôn, cái thân thân đầu này nè. Ai gan tay. Tại nó đang mèo nhưng mà nó chưa có hình thành nên em cũng không biết là nó có đậu hay không, mà thật sự cây này nó khỏe thiệt đó cả nhà. Khỏe thiệt nhưng mà nó chắc nó cũng cho hoa, cái mèo này nó cho hoa. Cái du tông, cây du tông ấy thì nó sẽ có cái cây môi son á, cây môi son nó tên là du tông quan á, du tông số 1 á, nhưng mà tại thật ra là em đặt cái tên môi son cũng là do em đặt luôn, kiểu em thấy nó có giống môi son cái em lại đặt nó tên là do cây môi son. Sau đó thì các anh chị ở trên mạng á, người ta lại sử dụng cái tên đó làm tên thương mại cho cái cây Yutong Star One luôn. Thì dĩ nhiên là Yutong Star One nó sẽ có Yutong Star Two, Yutong Star Three kiểu vậy. Thì cái cây này là một trong những cái cây con của cái cặp lai Yutong Star. Chậu như hình nha, cây này về chơi lá đã lắm cả nhà. Chậu như hình zin hết, đang mèo 200 ngàn đã bao gồm phí ship. Cây này hoa nó cũng rất là đẹp và thơm nữa, đẹp và bền lắm cả nhà. Ôi cây này nó chơi được từ thân lá cho đến hoa luôn. Cả nhà nhìn cái thân lá như vậy nè, cả nhà nhìn nóng mê luôn á. Về cái chắc vuốt 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 kiểu vuốt vuốt vậy nè, mưng gọi là mân mê kiểu vậy, thích vuốt á. À, lá gì nè, đẹp quá trời đẹp luôn ta. Em cũng có mấy chậu mà tự nhiên sao mà cái lá nó đột biến mà nó cao to như vậy luôn, có nhiều cây nó cũng cao to như vậy luôn á, ý là nó cao to gấp 2 lần so với cái lá mẹ kiểu vậy á. Em cũng hiện tại cũng có mấy chậu như vậy nhưng mà thật ra là chỉ có 4 phân bàn thôi, chứ không có tưới phân, không có tưới bổ sung cái chất gì hết mà nó cao to vậy, nhìn nó đã mân mê đã luôn. Giá 200 ngàn đã bao gồm phí ship nha cả nhà.
chậu đăng mèo. Ồ, nhìn cái cây này nhìn nó đã thiệt chứ trời, rờ rờ kiểu gì đã. Rồi xong mình lột. Rồi tiếp theo là một cái cây đổi màu. Cây đổi màu này, cây này cũng rất là dễ chơi á kìa. Dễ trồng, dễ chơi tại vì nó cực kỳ siêng hoa mà hoa nó cũng bền lắm. Thân nào ra cũng có hoa hết trơn, anh chị nào mà mới chơi nên chơi cái cây này luôn nè. Cây này nó lúc nào cũng có hoa, hoa nó cánh sáp nữa cho nên nó rất là bền. Và nó cũng dễ trồng nữa, nó không có ít bệnh lắm, nó ít bệnh so với những cái cây khác. Tại vì thân lá nó dày, ít bệnh lắm cả nhà. Chậu như hình giá 150 ngàn đã bao gồm phí ship, chậu đang nụ nha, thuần than. Chậu đang nụ thuần than. Giá 150 ngàn đã bao gồm phí ship. Chậu zin đó. Chưa khai thác gì hết. Nhưng mà cái thân này thì nó chỉ còn có mắt đầu gối thôi, mới hai cái mắt, cái thân cuối nó chỉ còn có mắt đầu gối, hai cái thân hai cái mắt kia nó bị hư chứ không phải là đã khai thác rồi, thì nó cũng giống như khai thác thôi, nhưng mà nó đã bị hư rồi. Anh chị thích cái cây nào thì anh chị cứ chụp màn hình báo em nha, gửi qua Zalo cho em, đó là 090, số điện thoại Zalo của em là 0903 7048 0903 7048. Em sẽ reply lại trả lời sớm nhất có thể, tại vì đôi lúc bây giờ này em bận bịu quá cho nên là cái thời gian em trả lời nó không được nhanh như trước đây. Hồi trước đây thì em có nói là hiện tại là bên em không có COD được. COD có nghĩa là thu hộ á. Nhưng mà hiện tại thì bên GT đã khắc phục được sự lỗi phần mềm rồi. Cho nên bên em vẫn COD được nha. Không cần phải chuyển khoản. Nhận cây, gửi hoa nhưng mà bên em không cho kiểm tra hàng nha. Cứ nhận cây, kiểm tra. Ok, cây nào dập báo em. Có nghĩa là nó không có giống như thực tế so với cái hình ảnh mà em chụp gửi cho cả nhà, nó không có bị, hoặc là do vận chuyển bị gì đó, cứ chụp hình gửi em sẽ hỗ trợ hết mình luôn. Em sẽ hỗ trợ hết mình luôn, không có kiểu mà chậm trễ. Trời ơi, có nhiều cái trang á, phải nói là phản hồi rất là chậm trễ. Mình mua theo kiểu là không phải là mua hàng lan nữa, mà hàng quần áo mà phản hồi kinh khủng quá. Mà cái trang nha, đúng là anh chị nhìn mặt chưa biết là nó như thế nào đây, đừng có nhìn mặt mà đánh giá nha. Một cái trang mà cái lượt follow á 100 mấy chục ngàn người chứ đâu có phải ít đâu, nhưng mà cái dịch vụ chả không có được ngon lành gì hết trơn á. Thôi tự nhiên nói ngoài lề nói xấu người ta cũng kỳ quá. Thôi nhớ chụp hình gửi qua Zalo cho em nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Hương Sắc Hoa Lan, nhớ bấm cho em một lượt follow nha, nha cả nhà ơi, lượt đăng ký á, nhấn vô cái nút đăng ký giùm em với, sẵn bấm vô cái chuông, khi nào mà bên em có video clip mới nó sẽ thể hiện lên trên màn hình, có nghĩa là thông báo cho anh chị biết là bên em có một video mới. Do là hiện tại em rất là bận cho nên là rất ít ra video video, một tuần hai tuần em mới ra được một lần. Rồi bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo, bye.